Xin chào quý vị các bạn. Máy giặt cửa ngang Electrolux có các mức công suất giặt từ 8 đến 11 kg, trong đó dòng 9 kg phù hợp với gia đình từ 3 đến 5 người là được tiêu thụ với số lượng nhiều nhất. Và dòng này có tổng thể 6 model sản phẩm. Tôi đang nói đến dòng máy giặt không có tính năng sấy khô quần áo. 6 model sản phẩm này chia thành 3 cấp độ chất lượng và công nghệ toàn diện, gồm Ultimate Care 300, Ultimate Care 500 và Ultimate Care 700. Trong mỗi dòng lại có hai màu, màu đen mờ titan sẽ đắt hơn màu trắng ngọc trai khoảng 1 triệu đồng. Màu đen mờ này nó sẽ bền màu hơn trước ánh nắng mặt trời. Để giúp các bạn dễ hiểu hơn về cái sự nâng cấp như thế nào mà nó lại có sự khác biệt mỗi cấp độ khoảng tầm 1 triệu rưỡi, tôi sẽ đi từ cái dòng thông dụng và cơ bản nhất là dòng Ultimate Care 300. Dòng này có 12 chương trình giặt tốc độ vòng vắt tối đa 1200 vòng vắt 1 phút, có chế độ giặt nước nóng và công nghệ giặt Hygienic Care. Hygienic Care tức là khi bạn chọn chế độ giặt nước nóng 40 độ C trở lên và khởi động chương trình giặt hơi nước, thì đến cuối quá trình rũ xả, máy sẽ xông hơi nước nóng 60 độ C trong 30 phút, giúp tiêu diệt sạch vi khuẩn nấm mốc và tác nhân gây dị ứng có trong lông thú và phấn hoa. Điều này rất phát huy tác dụng nếu gia đình của bạn có trẻ nhỏ với làn da nhạy cảm. Bước sang dòng cao cấp hơn và đắt hơn khoảng 1 triệu rưỡi thì máy vẫn giữ nguyên cái tốc độ vòng vắt 1200 nhưng bổ sung thêm 3 chương trình giặt, là chương trình giặt cho đồ len, đồ thể thao và một chương trình yêu thích nhất, favorite. Nhưng tôi sẽ nhấn mạnh đến cái yếu tố giặt sạch. Đối với dòng này không chỉ có hai Hygienic Care diệt khuẩn, chế độ giặt nước nóng mà nó còn được bổ sung công nghệ Ultramix, tức là xà phòng không trôi thẳng với nước vào trong lồng giặt mà đưa xuống một cái chảo trộn hòa tan nhuyễn với nước rồi mới đưa vào trong lồng. Như vậy là xà phòng sẽ được tan đều tan hết, dễ dàng ngấm sâu bên trong lõi của sợi vải, giúp giặt sạch sâu và hóa chất tẩy rửa không bị đọng một vị trí nào đó trong quần áo, từ đó giúp giặt sạch đều và bảo vệ màu sắc hơn, và sau quá trình giặt thì nó không để lại cặn xà phòng. Như vậy là giữa hai dòng này đã có sự khác biệt về khả năng giặt sạch. Và đến dòng cao cấp nhất, dòng Ultimate Care 700, giá tiếp tục đắt hơn 1 triệu rưỡi thì cái việc giặt sạch nó còn hoàn hảo hơn nữa. Nó không chỉ Ultramix đánh tan xà phòng đưa vào trong lồng giặt, mà trong suốt quá trình giặt nó có một hệ thống bơm hút tuần hoàn nước trong lồng, phun ngược lại với áp lực mạnh thông qua một cái vòi hoa sen ở đây. Nó sẽ tia nước áp lực mạnh, nó sẽ xiên vào giữa đống vải. Như vậy, trong trường hợp bạn giặt nhiều quần áo hoặc đồ nhỏ bị cuốn vào trong đồ to thì khả năng giặt sạch nó sẽ đều hơn. Ngoài ra, đến cuối giai đoạn rũ xả, nó có một hệ thống cảm biến phía dưới này. Nó sẽ cảm nhận biết hàm lượng bọt xà phòng cũng như mức độ đục của nước để tự động thay đổi chu trình giặt, thay đổi thời gian giặt và bổ sung thêm lượng nước. Tức là nó sẽ hoàn thiện hơn cái khâu rũ xả, vừa tối ưu lượng nước cần thiết và vừa giúp giặt sạch cả hóa chất sau quá trình tẩy rửa. Thì đấy là về khả năng giặt sạch. Ngoài ra nói đến cái yếu tố vắt khô thì cái dòng này tốc độ vòng vắt là 1400 thì nó sẽ vắt khô kiệt nước hơn so với dòng hai dòng còn lại. Yếu tố thứ hai phản ánh chất lượng đó chính là khả năng vận hành mượt mà và độ êm. Thì ở đây cùng là mức công suất giặt 9 kg nhưng nó có sự nâng cấp về mặt motor và hệ thống treo, dẫn đến cái vận hành nó mượt mà và êm ái. Các bạn có thể nhận ra ngay từ một yếu tố bên ngoài, không cần thiết phải mở ra để chỉ từng bộ phận chi tiết bên trong. Đây là máy giặt 9 kg 1200 vòng vắt một phút, nhưng giặt 1 kg quần áo máy tiêu thụ hết 33W điện. Trong khi dòng thứ hai này cũng 1200 vòng vắt 9 kg nhưng giặt 1 kg quần áo hết 18,7W điện. Còn dòng cuối cùng thì nó có sự khác biệt về tốc độ vòng vắt. Còn đối với khả năng tiện dụng trong quá trình sử dụng, các bạn có thể nhìn thấy ngay hai dòng cao cấp nó có một cái ngăn xả cặn này giúp quá trình vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng được thuận tiện và dễ dàng hơn, và những cái chi tiết nhỏ một sự nâng cấp về mặt hình thức, tiêu biểu là cái cửa máy giặt chẳng hạn. Các bạn có nhìn thấy loại máy giặt đầu tiên là cửa kính chỉnh lực trị nhiệt một lớp, còn hai loại thứ hai đều là kính hai lớp. Ngoài ra thì những cái chi tiết nhỏ thì đều có cái sự nâng cấp tinh chỉnh từ nút vặn đến giao diện, thì đấy là những cái chi tiết nhỏ thôi. Và toàn bộ máy giặt cửa ngang Electrolux hiện nay thì đều sử dụng
motor tới từ thương hiệu Nidec, công nghệ Eco Inverter, hệ dẫn động gián tiếp thông qua dây đàn chuyển động của thương hiệu Hutchinson, bảo hành toàn bộ máy 2 năm, riêng motor thì bảo hành 10 năm và trong 30 ngày đầu tiên sử dụng nếu xảy ra lỗi kỹ thuật hãng sẽ tiến hành đổi máy mới. Để được tư vấn chi tiết hơn về từng dòng sản phẩm máy giặt cửa ngang thương hiệu Electrolux, mời bạn liên hệ kỹ sư điện máy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.